Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 1982-2023, Thư viện Thành phố Uông Bí xin gửi đến bạn đọc cuốn sách Tâm huyết nhà giáo. Ra đời từ cuộc thi viết truyện ngắn về nhà giáo Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Nhà văn Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục kết hợp tổ chức, Tâm huyết nhà giáo tập hợp 35 truyện ngắn trong số hàng trăm truyện tham dự cuộc thi do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành năm 2007. Đọc cuốn Tâm huyết nhà giáo, ấn tượng của người đọc không chỉ ở nội dung mỗi câu chuyện mà còn bởi cách viết dí dỏm, hóm hình mà chân thực như lời thủ thỉ tâm tình nhưng rất giàu chất triết lý. Những câu chuyện kể thật, những cảm xúc dạt dào, những kỷ niệm khó phai về thầy cô đã tạo nên sức hút mãnh liệt của tập sách. Đó là những câu chuyện đề cao những tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách trong ngành giáo dục và đào tạo của Việt Nam ta. Thầy cô là những kỹ sư tâm hồn, suốt một cuộc đời thầm lặng như người chờ đò, đưa khách sang sông, đưa các thế hệ học sinh đến những bến bờ tri thức. Thầy cô giáo đã chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học sinh bay cao, bay xa, cung cấp hành trang kiến thức giúp các em bước vào đời và thành công trong con đường học vấn của mình. Trân trọng kính mời bạn đọc tìm đọc cuốn sách Tâm huyết nhà giáo hiện đang có mặt tại Thư viện Thành phố Uông Bí.